Có thêm một con nữa. Đó, con là ba rồi. Ờ, nhà sức cơm siêu vậy. Nào, bây giờ mở ra nào, mở túi ra để cho vào nào. Được chưa? Rơi vào chưa? Rồi, ok. Đây này, đây có một con nữa này, Vi này. Bên kia còn vệ giác. Đâu, đấy là vợ. Bắt được một con nữa. Ý mẹ bảo là có mấy cái vỏ nào. Cho vào đi. Cho túi ra. Đưa mẹ, cứ. Ồ. Con có muốn mẹ cầm túi cho con không? Xem còn con nào ở cây này không? Ồ, đây một con nữa. Wow, nhiều chưa? Dạ. Đi thôi. Xin chào cả nhà. Sau mấy đêm đi tìm bắt ve sầu thì hai bố con tôi đã được một đôi ve sầu như thế này. Thì hôm nay sẽ làm món ve sầu xào với hành, sả, lá mắc mật, lá chanh và một chút ớt. Đây thì cái hành thì là chúng ta sẽ thái lát ra, sả thì thái cắt miếng dài sợi, lá mắc mật để nguyên, chanh thì thái nhỏ ra, chút ớt. Thì từ ve sầu này thì chúng ta sẽ không rửa mà chúng ta chỉ cần vặt cái cánh này đi thôi này. Ve sầu mà sau khi bắt về thì nếu mà ít thì chúng ta cứ để ngăn đá đông lạnh được. Khi mà chúng ta mang ra để xào nấu thì bóc hết này ra, riêng cái con đực thì bóc cả cái yến này. Món ve sầu này là cái món ăn cũng không phải là ai cũng có thể ăn được, mà sẽ có người bị dị ứng. Cơ chế dị ứng thì mình cũng không biết, nhưng mà mọi người ăn món này thì cũng hết sức cẩn thận, lưu ý. Ve sầu ngon nhất là khi mà nó vừa mới lột xong. Đây, những cái con mà cái cánh nó còn đang như thế này này thì là sẽ rất là ngon, ngậy. Còn nếu mà nó già hơn một chút nữa thì ăn nó sẽ không ngon. Đây, mọi người lưu ý như thế. Ăn món này ngon hơn ăn nhộng các bạn. Đây, đã nhặt xong cánh sạch sẽ rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành xào nấu, chế biến. Đây, món này chúng ta sẽ sử dụng mỡ lợn để xào cho nó ngậy. Nhà lưu ý là cái món này thì chúng ta sẽ cho lửa rất là to nhé. Rồi, mình sẽ cho phần hành này. Sả. Lá mắc mật, cho hết vào luôn. Hành, sả và lá mắc mật phi thơm. Đây, phần hành và sả đã vàng thơm rồi, bắt đầu cho cái ve sầu vào. Giảm nhanh tay. Chúng ta sẽ đảo trong tầm khoảng 3 đến 4 phút để cho ve sầu nó chín.
Giờ chúng ta sẽ cho một chút mắm. Chút vịt chính nha. Chả đều tay. Vẫn lửa to. Chúng ta sẽ đảo trong vòng tầm khoảng 3 phút nữa. Cho nhỏ lửa một chút. Ta cho thêm một chút muối nữa. Rồi, bước cuối cùng này chúng ta sẽ cho cái phần lá chanh lên. Rắc nó hơn lá chanh ạ. Rồi, món ăn của chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta cho ra đĩa và thưởng thức. Ngon tuyệt vời cả nhà ơi, cùng thưởng thức nha.